Bức Thư Ngày Bên đây, xin chào các bạn. Rồi, thì tuần này chúng ta lại tiếp tục thực hiện yêu cầu thôi. Bởi vì mình đã gọi là làm hết mọi thứ về à mai rồi các bạn ơi. Hiện tại là có cái gì mình nghĩ là mình đã làm hết rồi. Thế là mình sẽ quay trở lại và tiếp tục thực hiện yêu cầu của các bạn. Thì chúng ta sẽ nhanh chóng bước vào cái yêu cầu đầu tiên luôn. Yêu cầu đầu tiên là của bạn này, là bạn ấy yêu cầu mình là hãy bấm nút B trong bản debuff để triệu hồi Osana lên sân thượng vào tầng thứ 2. Thì đúng thật. Có phải nút B không? Mình thấy ở đây là nút U các bạn. để xem nào. Rồi, chúng ta có thể triệu hồi Osana lên sân thượng được các bạn ơi. Đúng thật này. Bây giờ mình sẽ thử nhé. Sao không thấy có động tĩnh gì hết vậy? Mình đã thử bấm hết rồi nhưng mà không được các bạn ơi. Mình đã thử bấm hết rồi nhưng mà không có hiệu ứng gì cả. Hiện tại là mình đang chọn cái ending của Osana. Cái ending của Osana là Osana đã bị thanh trừ đi từ cái tầng đầu tiên rồi. Thế là mình nghĩ là bấm cái gì cũng không được cả. Chắc là do như vậy. Bây giờ thì mình sẽ ra mình thay đổi thiết lập để vào lại thử một lần nữa nhé. Vâng, mình đã quay trở lại. Và hiện tại là Osana đang ở đây. Để cho nên là không biết là mình có chịu hồi được không nhé. Chịu hồi được đây. Mà không đủ tình bạn các bạn ơi, để mà có thể nói chuyện với lại Osana. Để xem nào. Nó phải trở thành bạn thân trước cơ. Như vậy vẫn chưa được tính là bạn thân. Đây, mình đã búp hết lên luôn các bạn ơi. Nhưng mà game lỗi rồi. Tóm lại là chúng ta hãy chịu hồi Osana lên sân thượng. Và đợi Osana đi ra khỏi chỗ này nhé. Không biết là đợi lâu Osana có đi không. Có khi là mình phải reset lại rồi các bạn ơi. Chúng ta cần phải kết bạn với lại Osana trước rồi. Vâng, lần này là chắc chắn là được rồi các bạn ơi. Ấy nói thiệt là chuyện này chắc chắn được rồi. Thử xem nào. Nói về tiệm bánh mới các bạn. Nói về tiệm bánh mới. Thật à. Nói kể về tiệm bánh này các bạn. Mặc dù là mình, đây là mình đang nói chuyện với là Osana nhá. Osana không hiểu vì lý do gì mà biết được là chuyện của Amai như thế nào, cho nên là kể lại cho Danh Chan. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thử đi về nhà nhé. Để xem là ban đêm chúng ta có thể đến được tiệm bánh hay không. Đúng như những gì các bạn nghĩ, mình đã thực sự đến được tiệm bánh. Rất là hay các bạn. Mình đã đến được tiệm bánh rồi. Đùa, lẽ ra là không thể nào có chuyện mà mình có thể đến được cái tiệm bánh. Bởi vì lý do rất là đơn giản thôi. Là mình nói chuyện với là Osana cơ. Nhưng mình vẫn chưa làm bất kỳ cái tag hay là cái gì của Amai cả. Mà không hiểu tại sao mình vẫn vào đây được. Mình đã tự hỏi là chỗ này chúng ta bật no clip được không.
Không à? À đúng rồi, không thể nào mấy chuyện mà chúng ta bật được. Nhưng mà nói chung là chúng ta hãy đến được chỗ này các bạn ơi. Như là ở đây chúng ta hãy đặt hai cái thùng để lên được các bạn. Hai cái thùng nằm ở đâu vậy vậy? Lần trước là mình đọc trong phần bình luận là mình có thấy là cái chỗ để hai cái thùng, nhưng mà mình quên mất rồi. Thùng cắt to lớn. Thùng cắt to lớn là quay đã, mình tò mò mình muốn tự vào cái bên đây các bạn. Cửa trước thì mình đã thử vào rồi, với lại cái công trình là mình cũng thử vào rồi, chứ thử vào chỗ này xem sao. Rồi, thành công rồi. Mình mở mình đi vào và bảo vệ rất là tỉnh các bạn. Bảo vệ có nhìn thấy mình không vậy? Dưới này không có gì cả. Chắc là chúng ta cần đi lên trên đúng không? Phải cẩn thận. Ôi. Ôi. Ồ. Có người đứng ở đây các bạn ơi, đứng đây rất là lâu luôn. Không được, không được, không được. Tưởng là lên được trên đó chứ là không thể, bị chặn hết rồi không lên được. Thế mình cần phải đi đâu đây? À, mình không nghĩ là mình có thể đi được khi mà ổng nhìn qua hướng bên đây. Như vậy là đợi ổng qua bên kia thì mình sẽ đi các bạn. Đúng rồi, đúng rồi. Núp vào bên đây các bạn. Sau khi ổng đi qua bên chỗ còn lại thì mình sẽ đi qua bên kia. Mình nghĩ chắc thế chứ không thể nào mà mình có thể đi đường đường chính chính qua bên kia được. Ông bảo vệ không nhìn thấy mình. Rất là buồn cười luôn. Như vậy mà không nhìn thấy được. Chả hiểu. Ừ. Nhảy qua luôn à. Nhưng mà nhảy qua mình nghĩ là cũng phải canh thời điểm mới có thể nhảy qua được. Tao thử xem là nhảy qua là như thế nào đây. Ồ, như phim hành động với các bạn. Mặc dù là nhảy từ trên sân thượng qua thì nó trông là giống phim hành động hơn, nhưng mà cái này là cũng rất là hay rồi các bạn ơi. Kiểu như điệp viên xâm nhập vào ở bên trong nhà của ai đó vậy. Ở bên đây là mình có thể nhìn rõ hơn này.
Mình đã vào một lần rồi cho nên là mình rất là quen các bạn. Thử hoàn thành luôn cái cả cái này xem coi là như thế nào. Làm hết hộp tự không lấy được tài liệu. Nếu mà không lấy được tài liệu là mình kiểu như do mình gian lận cho nên là mình không lấy được. Tại mình chưa làm nhiệm vụ của Osana. Mai. Cái này thì mình không thể miễn cưỡng thoát ra khỏi nhà giống như là nhà thằng Tô Cơ. Kể ra thì thằng Tô Cơ cũng rất yếu thế các bạn. Rồi, thấy ra thôi. Thế là chạy qua bên này được rồi. Đứng đây cho an toàn các bạn. Mình biết thế nào nó cũng quay lại. Khá là quen rồi. Làm một lần được là mình nghĩ là làm lần thứ hai là nó đơn giản thôi. Mình vẫn chưa đi cái đường thùng giấy đúng rồi. Mà thôi kệ. Thôi không cần phải ở đây lâu nữa, thử về nhà xem coi có hoàn thành được cái nhiệm vụ của Mai không. Thoát ra được này. Mai vẫn nhắn tin như bình thường các bạn, đáng lẽ là Mai không biết gì về chuyện này cơ chứ. Mai lẽ ra không biết gì về chuyện đây cơ chứ. Rồi, như vậy là nếu mà chúng ta nhận nhiệm vụ từ Osana đi chăng nữa thì chúng ta vẫn có thể gọi là giúp đỡ cho Mai được các bạn. Cho nên là nếu bạn nào lười biếng cái công đoạn mà làm tách của Mai, rồi đợi Mai xong cái sự kiện của Senpai mới nhận thư lên sân thượng thì các bạn hãy làm cách này cho nhanh. Rồi, và bây giờ là chúng ta sẽ đến với lại yêu cầu thứ hai. Thì yêu cầu hôm nay là bạn ấy bảo mình là hẹn Mai lên sân thượng. Đợi Mai lên sân thượng, ngồi xuống hoặc nằm trước mặt Mai để Mai chú ý đến. Trong lúc Mai đang chú ý thì đẩy Mai xuống. Để thử xem là như thế nào các bạn. Rồi, nhưng mà để làm được chuyện đó thì bây giờ là mình cần phải đợi Mai ở đây để có thông tin về tiệm bánh. Mà lấy được thông tin rồi thì nhanh chóng. Có ảnh Mai chưa? Có rồi. Lúc đầu tiên hình như là Mai sẽ không phát hiện ra hay sao. Ôi quay đó. Phát hiện ra không? Hả?
Phát hiện ra hả? Ơ như vậy là maybe I should meet them. Ô các bạn, như vậy là chúng ta có thể gọi là rút ngắn công đoạn được. Hay thế. À may, rất là chú ý. Chứ không giống như là Osana là không chú ý đến. À may chú ý đến đấy các bạn. Làm gì có chị Thư nằm trong đó mà không nhận ra cơ chứ. Thật. Rồi, nhắc đến tiệm bánh cho nên là à mai bỏ hết tất cả. Sao thế? Đây. Chú ý đến thật đây các bạn. Ơ không có gì xảy ra kìa. Chạy đã tắt đi cái cam các bạn. Cái cam biến mất chưa? Sao lâu đó. Rồi. Đây là lần thứ 3 rồi các bạn ơi. Đây là lần thứ 3. Lần thứ 4 đây. Ơ lỗi này thú vị đấy chứ. Bạn này phát hiện ra cái lỗi này rất là thú vị luôn. Có thể đẩy một cách vô tận các bạn. Đây là cách để chúng ta hơi giảm cái điểm tinh thần nhanh nhất có thể ở đây. Giảm điểm tinh thần cực kỳ nhanh luôn. Xem thôi. Nhưng mà chúng ta không làm gì được luôn rồi. Chỉ có thể đẩy như thế này thôi rồi. Thật sự luôn rồi. Ơ à. Thật sự vẫn hoạt động luôn. Info đã đưa cho mình 5 cái bounty đó. Thử kéo những người khác đến xem như thế nào các bạn. Ê, có phản ứng gì không? Không đẩy được à. Hết đẩy được rồi các bạn. Nếu mà có ai đó đến là hết đẩy được luôn rồi. Cũng không phản ứng gì luôn. Nhìn mắt của rồi. Như vậy thì đây chính là cái thành quả của cái việc mà chúng ta ngồi ở trước mặt Amai để Amai chú ý. Was this just a prank? Amai tỉnh dậy rồi. Đúng. Amai đã tỉnh dậy các bạn ơi. Không thể nào. Ảo thế. Thực sự đây rất là ảo các bạn ơi. Sao là có thể như thế được. Rồi. Để xem nè.
Đây, Amai vẫn tỏ ra rất bình thường các bạn. Ánh mắt này thật sự nhìn rất là rất kinh dị các bạn, giống như là Amai không còn là Amai nữa vậy. Đây thực sự là một cái gì đó khác thay thế Amai rồi các bạn ơi. Đây, đây không phải là Amai các bạn, đây là một cái thứ gì đó khác đã thay thế Amai. Amai, linh hồn của Amai là đã bị rơi xuống từ xương thượng rồi. Rất là đáng sợ như vậy, tại sao là hành game kinh dị rồi. Mình tham gia thiết không một cách bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Ở máy đâu? Xuống đây xem thử xem. Đang định chạy đi xem bị đẩy một cái rất là quê nha. Thật đấy các bạn, Amai vẫn ở đây. Không đùa đó chứ Amai. Rồi, bây giờ là chúng ta không làm gì được Amai được luôn rồi các bạn ơi. Mình phải ra đây để kiểm tra xem là như thế nào chứ. Không có gì ở đây cả các bạn. Thật sự là không có gì ở chỗ này luôn ấy. Như vậy là mình đành phải thử qua ngày tiếp theo thôi. Chứ mình thấy là Mai vẫn như bình thường thôi. Gỡ đều là... không, không, không bình thường nhé. Cái này không thể gọi là bình thường được. Ý của mình là Mai vẫn còn đứng ở chỗ này ấy. Để cho nên mình sẽ đợi qua ngày hôm sau thử xem là như thế nào nhé. Ok. Ngày thứ ba là ngày thứ ba nhé. Thường là Mai sẽ xuất hiện ở chỗ này để nói chuyện với senpai. Hôm qua thì không có chuyện gì xảy ra cả, mình đi về nhà rất là bình thường luôn. Cũng không có ai phát hiện ra gì cả. Đây. Như vậy là Amai vẫn bình thường thôi. Nhưng mà mình không thấy Amai nói chuyện với senpai thôi. Vẫn vẫy tay rất là bình thường. Ánh mắt cũng trở lại như cũ rồi. Không có chuyện gì cả luôn các bạn ơi. Game này kỳ lạ thật đấy. Đã có chuyện gì xảy ra với game này rồi. Mình cũng không biết nữa các bạn. Như vậy là nói chung là nếu mà chúng ta và thực hiện theo yêu cầu của bạn này thì Amai sẽ trở thành một cái gì đó rất là kỳ lạ. Sau đó thì mọi thứ quay lại trở lại bình thường sau ngày hôm sau. Chỉ có điều khác biệt là Amai không còn nói chuyện với senpai thôi. Mất ký ức hay gì đó rồi. Rồi, như vậy thì mình nghĩ là video này đến đây là kết thúc nhá. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thích video này, hãy bỏ cho mình một like, đăng ký nếu các bạn người mới. Đừng quên lấy cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất đến từ mình. Nếu các bạn còn có bình luận nào khác hoặc là những yêu cầu nào đó khác thì hãy bình luận bên dưới nhé. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong video khác. Bye bye.